Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với Postcard trên kênh Khi Tôi Tỉnh Giấc. Không biết là mọi người có nghe tiếng vé rồi thi thoảng có tiếng đập không? Nếu mà có tiếng đập thì có nghĩa là có cái canh thông hay quả thông nào nó vừa mới rơi xuống trên chân nhà mình. Tiếng vé thì nó đang còn ở xung quanh, thì mình đang ngồi ngoài chơi. Ở ngoài ban công nhà mình có một cái ghế. Và mình nhìn ra cái thung lũng. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một cái chủ đề, một cái chủ đề mà mình cũng từng viết và nhắc khá là nhiều ở trên trang Facebook, nhưng mà bây giờ mới làm podcast. Thì nó là cái chủ đề về cái việc mà sống nhẹ. Và cái sống nhẹ ở đây nó theo cái nghĩa đen, đó chính là làm thế nào để mà khi nào chúng ta đứng dậy hay đi đâu, đi từ thành phố này sang thành phố kia thì chúng ta chỉ có độc mỗi một cái ba lô thôi, cho nó nhẹ, không có cần phải gồng càng nhiều càng tốt đó. Thì cái hồi mà mình ở bên Anh á, thì mình mỗi lần mà xem cái bill nước ấy, thì mình phát hiện ra một việc, đó chính là cái nước thải á mọi người, thì nó thường có phí cao hơn so với cái nước sạch đi vào từ nhà. Thì cái hồi xưa chúng ta hay sống trong cái tư duy là khi nào mà được ai cho chúng ta đồ ấy thì mới quý, đúng không? Nhận mới quý, được lấy vào, được có thêm đồ mới quý. Nhưng mà trong cái thời đại hiện đại này, khi mà đồ đạc nó tùm lum tơ lứa ở mọi nơi, và không biết là nhà mọi người có không nhá, mọi người không biết là có quan sát xung quanh không, nhưng mà cái đợt vừa rồi mình có cái thời gian đi đến nhà của rất là nhiều người á, mình mới quan sát thấy là nhà của ai cũng chất chứa rất là nhiều. Tức là nhà có 3-4 tầng thì phải có khoảng tầm 2 tầng dùng để chứa đồ, mà nhà có 6-7 phòng thì phải có khoảng tầm 3 phòng để chứa đồ. Đấy. Và đồ đạc ở trong đó thì chứa theo cái kiểu là không phải là cái căn phòng không đâu, mà rất là nhiều những cái đồ mà nhiều năm, hàng chục năm không có dùng đến. Rồi ở trong cái căn phòng nó chất đầy bụi, rồi là bẩn, rồi đôi khi nó sẽ là chuột hay cái gì mình cũng không có biết nữa. Thì nó là như thế. Thì chúng ta sống trong cái thời đại mà quá nhiều đồ như thế, và quá nhiều thứ mà nó để mà chất chứa như thế á mọi người. Thì cái thời đại này của chúng ta, nó không phải là, với mình nha, nó không phải là nhận vào thì nó mới là tốt nữa, mà cái việc cho đi á là một cái việc rất là đáng quý. Và nếu mà khi mà có ai mà chịu nhận cái đồ mà chúng ta tặng cho họ ấy, thì chúng ta phải biết ơn họ lắm luôn. Đấy, bởi vì là những cái món đồ này á, họ có thể thương nó thêm một lần, họ có thể cho nó thêm một cái vòng đời, và biết đâu khi nào mà họ dùng xong họ không xài nữa thì họ có thể tặng cho người khác. Đấy. Không biết là bạn nào hồi trước có cái thói quen giống mình không? Hồi xưa mình, cái hồi mà mình chưa tu á mọi người, là những cái lúc mà mình nói sao nhỉ, cứ thứ bảy chủ nhật là mình sẽ đi mua sắm đồ. Và mình mua sắm rất là nhiều, và mình gọi là xả stress thông qua cái việc mua đồ. Nhưng mà sau này một khoảng thời gian ấy, thì khi mà mình có cái sự tu tập rồi, và mình sống cái cuộc sống hàng ngày, và mỗi cuối tuần mà mình dọn dẹp đồ đạc các mọi người, và thấy những cái món đồ mà mình không có cần thiết lắm, và mình gói lại và mình trao đi ngay lập tức tặng cho ai đó, thì mình phát hiện ra là cái niềm vui của cái việc trao đồ á, nó lớn y chang, hoặc là thậm chí nó còn lớn hơn cái niềm vui của cái việc chất chứa và lấy vào nữa ha mọi người. Và mình còn quan sát thấy một cái việc nữa, đó chính là khi mà chúng ta thích một cái món đồ nào đó và chúng ta mua về, thì thường khi mà chúng ta mua nó về, chúng ta sẽ vui với nó được khoảng tầm vài ngày, hoặc thậm chí vài giờ. Sau đó là chúng ta bắt đầu quên mất, và một thời gian sau chúng ta lại thèm mua một cái món đồ mới. Đó. Còn cái lúc mà chúng ta chưa mua món đồ đấy nhá, thì thông thường á, chúng ta nghĩ về nó rất là nhiều, thì chúng ta nhận diện rằng đó là cái lòng tham thôi. Đó. Và cái lòng tham nó chưa chắc là chúng ta phải trộm đồ của ai, cướp đồ của ai đâu nhá. Nhưng mà khi nào chúng ta cũng muốn tàng trữ và lấy về mình càng ngày càng nhiều đó, thì mọi người nhớ là cái bản chất của lòng tham á, nó là một cái hố đen vũ trụ mà không bao giờ được lấp đầy. Có nghĩa là
Khi mà bạn cố gắng lấp cho nó thì nó lại rộng ra và nó lại đòi thêm món khác nữa. Thì khi mà mình bắt đầu sống nhẹ hơn thì mình có một cái chiếu này mà mình sử dụng cho mình này. Đó chính là khi nào mà mình cảm thấy là mình muốn mua một cái món đồ ấy thì mình sẽ không có ngay lập tức mua nó, mà mình sẽ, và mình cũng không chống đối với nó nhé. Mình sẽ để yên. Đấy, mình sẽ chờ khoảng tầm 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần gì đó để mình xem là mình có thực sự cần nó hay là không. Và trong 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần này thì cái chuyện gì nó xảy ra? Đó chính là mình ngừng tiếp xúc với những cái người, những cái đội nhóm mà họ mang cho mình cái cảm giác là mình cần cái món đồ đấy. Và tự mình cũng không có tiếp xúc với những cái clip hay là những cái gì đó mà làm cho mình cảm thấy là mình không có cái món đồ đấy là không được. Đấy. Thì mình không có tự tạo ra cái nhu cầu cho mình á. Thì nếu như sau 3 tháng 4 tháng, 3 tuần đó hay 4 tuần đó tự nhiên mình quên hẳn cái món đồ đấy đi. Và mình cảm thấy không có vẫn tốt thôi, hoặc là vẫn có cái món gì đó thay thế thôi. Thì điều đó có nghĩa là cái món đồ đấy nó không có thực sự cần thiết ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Thì mình không có lấy nó vào nữa. Và mình luyện cho mình một cái thói quen nữa, đó chính là khi mà mình cảm thấy là mình đang còn cần một cái gì đó thì mình có thể sẽ mượn. Đấy. Hoặc là mình sẽ lên các cái trang nhóm mà nó là gọi là free cycle, tức là đưa một cái dòng đời mới cho đồ vật đó. Hoặc là những cái trang nhóm nào đó, bạn bè gì đó ở trên Facebook thôi. Và mình sẽ hỏi là mọi người có ai còn cái món đồ này mà không dùng nữa hay là không. Đấy. Và bằng cái cách này thì thứ nhất là mình tiết kiệm được cái việc mua đồ, tiết kiệm được một khoản tiền. Cách thứ hai đó chính là mình giải phóng được cái món đồ mà tắc nghẽn của người ta. Tức là cái món đồ mà nó người ta lâu người ta không dùng, xong người ta cũng thấy quý nhưng người ta không có vứt, nhưng mà người ta không có biết là phải làm gì. Thì có thể là mình sẽ mua lại nó, hoặc là mình sẽ xin lại đó. Thì ví dụ như là cái hồi mà mình ở đây chẳng hạn, ở Đà Lạt này, thì có nhiều nhà người ta không có dùng đến cái quạt. Còn mình thì ở dưới một cái nhà mà nó khá là nóng ấy, là có cái lớp tôn. Thì buổi trưa nó rất là nóng. Đấy. Thì bọn mình cần một cái quạt chẳng hạn. Thì thay vì bọn mình đi mua cái quạt đó, thì bọn mình chạy đến cái cô mà cũng ở trong cái thị trấn, xong hỏi cô là cô ơi, cô có thưa cái quạt không? Đấy, cô thưa thì cho bọn cháu mượn. Tại vì là một năm thì cô cũng dùng quạt có khoảng tầm một vài ngày, thậm chí là cô không có dùng đến ha. Đấy, thì bọn mình sẽ mượn, còn khi nào mà bọn mình đi thì bọn mình lại gửi lại cho cô nguyên đai nguyên kiện. Hoặc là ví dụ như là có một lần thì bọn mình cần một cái máy đọc kinh chẳng hạn đó. Đấy, thì thay vì mình ngay lập tức chạy ra mua cái máy đọc kinh, thì mình nhắn lên trên trang Khi Tôi Tỉnh Giấc, đấy, xem bạn nào còn máy đọc kinh không. Và mình có mở ngoặc đóng ngoặc là cầm mua mới để tặng đó. Thì đúng thật là có một em trai, em ý bảo là nhà em có cái máy đọc kính mà em không dùng, mà em cũng chả bao giờ lấy ra dùng cả, thì chị có cần để cho em gửi cho. Thế thật ra cái việc mà chúng ta xin được những cái món đồ cũ như thế, nó không phải là vui lòng ta không, mà nó còn vui lòng cái người mà được cho đi nữa. Và nó cũng vui lòng cho cái món đồ vật đấy nữa. Tự nó cũng thay vì được đóng bụi và chờ không biết bao giờ mới được sử dụng, thì bây giờ nó được lấy ra để nó sử dụng. Và mình thì rất là tránh cái việc mà để những cái đồ đóng bụi á, hoặc là những cái góc mà nó đóng bụi và nó tăm tối và nó chất chứa ở trong nhà. Đấy. Tại vì sao nó lại như vậy? Bởi vì là tất cả mọi thứ á, mọi người, nó đều có cái năng lượng ở bên trong. Một cái món đồ mà nó đóng bụi rồi nó chất chứa, hoặc là một cái không gian mà nó bị đóng bụi, nó chất chứa và nó lâu không có được chạm đến á, thì cái không gian đó, cái năng lượng nó rất là thấp, nó càng ngày càng thấp, và nó có thể làm giảm cái năng lượng á, của cả cái không gian chung.
Đấy. Thì đấy là cái lý do mà cái hồi mà bọn mình ở chung hòn chẳng hạn, thì cùng với một cái khoản tiền đó bọn mình có thể thuê được một cái căn nhà rất là rộng, và cùng cái khoản tiền đó thì bọn mình có thể thuê được một cái căn nhà chỉ có một cái phòng ngủ thôi và một phòng khách thôi. Đấy. Thì bọn mình thay vì thuê cái căn nhà mà nó rất là rộng, có vài cái gian thưa đấy, thì bọn mình chỉ thuê, chỉ có mình và chị Dậu Linh, thì bọn mình chỉ thuê một cái căn nhà nhỏ nhỏ thôi, để hai chị em vừa dùng đủ là được, để mà không có những cái không gian thừa và để lãng phí ở trong nhà. Thì cái này cũng là một cái mà chúng ta có thể chú ý đến. Tương lại là mọi người, nếu như mà bạn á giảm, tức là bạn cho đi một cách dễ dàng đấy, có nghĩa là ai hỏi cái gì bạn cũng dễ dàng cho đi mà không toán tính ý, thì lúc mà bạn nhận á, bạn cũng sẽ nhận nó một cách rất là biết ơn và hạnh phúc, và bạn sẽ không thấy là à có một cái ngã, có một cái bản ngã nó đang cho đi, và khi mà tôi cho bạn đi thì tôi rất là to lớn. Còn đến cái lúc mà tôi nhận của bạn thì tôi cảm thấy là tôi đang mang nghiệp vào nữa. Chúng ta sẽ không cảm thấy như thế nữa. Chúng ta chỉ thấy là à cái món đồ này nó có duyên thì đến, và nó hết duyên rồi thì nó đi, và chúng ta sống cái cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Và mình không biết là mọi người ở đây thì các bạn có cái bài học về xuất gia không? Cái lúc mà mình có cái bài học xuất gia và mình đi và mình sống cái đời sống tu tập này, thì mình phát hiện ra một cái việc là mình thấy cái đời sống khất thực á rất là đẹp. Đấy. Từ khi mà mọi người có thể đi ở trên đường, và các vị đi ở trên đường và xin thức ăn đó. Và tại sao nó lại đẹp? Cái lúc mà chúng ta xin của ai đó, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy, hoặc là cái thức ăn hàng ngày của chúng ta là do mọi người cho, hoặc là cái quạt hàng ngày mà chúng ta nằm mát cũng là do một ai đó, hoặc là họ tặng, hoặc là họ cho mượn ấy. Thì chúng ta không có thấy chúng ta là một cái ngã to đùng và độc lập nữa, mà chúng ta có thể đặt mình á ở dưới chân của mọi người và mọi chúng sanh, bởi vì chúng ta cảm thấy là à đây là cả vũ trụ và toàn thể chúng sanh và mọi người á đang còn hướng tâm cho ta, đang còn nuôi dưỡng ta, chứ không phải là chỉ một mình ta độc lập đang còn kiểu chiến đấu giằng xé ở trong cái cõi đời này. Và bằng cái lối sống như thế thì cái thời gian vừa qua, khi mà mình và chị Tiểu Linh sống mỗi nơi một chút ấy, thì bọn mình đi hết từ Việt Nam sang Thái Lan, sang Malaysia, rồi đi từ cái xứ nóng sang xứ lạnh, rồi từ rừng xuống biển chẳng hạn ấy. Ví dụ như là mọi người sẽ nghĩ là mỗi lần mà đi như thế thì sẽ cần rất là nhiều đồ, tại vì là cái xứ nóng thì quần áo kiểu khác, xứ lạnh quần áo kiểu khác, vân vân và mây mây ấy. Thời tiết ở Việt Nam kiểu khác, ở Thái Lan kiểu khác, hay ở Malaysia thì nó sẽ khác chẳng hạn. Nhưng mà với cái tư duy mà sống nhẹ như thế, và với cái cách sống như thế, thì bọn mình chỉ cần một cái ba lô và bọn mình đi khắp mọi nơi. Và ví dụ như là cái Tết về nhà chẳng hạn, thì trời lạnh quá chẳng hạn đấy, thì bọn mình nếu mà không có cái đồ lạnh á để mà thay vào, thì bọn mình có thể mượn quần áo của ba này, mình thì mượn quần áo của ba này, của cậu này, của mợ, của mẹ mặc tạm, rồi bao giờ mình đi thì mình lại gửi lại cho mọi người đấy. Thì cái cảm giác mà khi mà chúng ta đi và chúng ta đeo một cái ba lô nó nhẹ nhẹ ở trên vai á, nó rất là sung sướng. Và cái này thì thật ra là mình phải tu mới có đó mọi người. Vì hồi xưa mình sống ở châu Âu á, và mình hay thường xuyên bay đấy, thì từ nhỏ á là mình đã bị cài đặt là một cái cân hành lý khi mà đi máy bay á, thì nó rất là có giá trị. Cho nên là ví dụ như khi mà bay từ Ba Lan sang Anh thôi, cho dù mình bay rất là thường xuyên đấy, thì mình cũng nghĩ là một cân đó nó rất là có giá trị. Cho nên mình đeo ba lô và người ta cho phép là được 7 cân chẳng hạn, là mình phải nhét cho được 7 cân, thậm chí là nhét cho được 8 cân, 9 cân luôn, phải nhét như thế nào đó để cho đầy túi đấy. Và đi thì đi như thế vừa cong lưng mà lại vừa mệt, trong khi có những cái đồ mà đôi khi nó không có cần thiết lắm ấy, ví dụ như là mình nhét táo cho đầy ba lô chẳng hạn đấy, tại vì táo Ba Lan ngon nổi tiếng đấy, nên mình nghĩ là cầm sáng cho mẹ cho đỡ tiếc, nhưng thật ra ở bên Anh nó cũng có táo thôi đấy. Thì với những cái suy nghĩ như thế
Thì khi nào đi đâu mình cũng mang rất là nặng, đầy cân và thậm chí là thừa cân. Thì bây giờ mình có một cái lối suy nghĩ khác, đó chính là cái sự ưu tiên của mình á, đó chính là cái cuộc sống nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng từ trong tâm, nhẹ nhàng ngay nơi thân, nhẹ nhàng ở xung quanh, trong cái đời sống bình thường. Thì khi mà cái sự nhẹ nhàng và cái sự thanh thản nội tâm của mình á, nó được đưa lên làm ưu tiên, thì tự nhiên mình không có tương ứng lắm với cái việc chất chứa đồ và khi nào cũng phải mang cho đầy cái vali hay là đầy túi nữa. Và nói đến cái việc sống nhẹ này thì không thể nào không nhắc đến cái việc là tặng quà và cái cách mà chúng ta tặng quà nữa. Thì cái việc mà chúng ta tặng quà nó cũng cần rất là nhiều cái sự tỉnh thức nha. Ví dụ như các bạn biết thì ở trên cái mình có một cái blog nhỏ. Thì khi mà mình bắt đầu đi trên cái hành trình này thì mọi người thi thoảng mọi người sẽ gọi quà, gửi quà về để tặng. Đấy. Và mỗi cái lúc mà mình nhận những cái món quà đó thì cũng rất là vui. Nhưng mà những cái mà mình cần thì mình sẽ giữ lại. Còn cái gì mà mình cảm thấy là không cần lắm thì mình sẽ tặng lại cho những cái người mà họ đang còn cần. Đấy. Và hồi xưa ấy, thì khi mà mình tặng quà cho một người ấy, thì mình thường để tâm xem là tất nhiên là cũng có suy nghĩ là người đó có thích không. Nhưng mà nhìn chung thì mình sẽ là cái người mà nghĩ là mình có cái thích cái món quà mà mình tặng cho người đó không đó mọi người. Đấy. Cho nên là cái nhu cầu của cái người, của cái đối phương về cái món quà thì nó được xếp ở cái yếu tố ưu tiên số 2 thôi. Thì hồi mà mình về nhà thì mình mới lên phòng của anh họ. Thì trong phòng anh họ mình thì là thanh niên đúng không? Anh họ thua mình mấy tuổi. Thì trong phòng anh có một cái bức tranh rất là to, một cái bức ảnh bác rất là to. Thì thông thường thì ở trong cái phòng của thanh niên thì nó không có những cái ảnh như thế. Đấy. Thì mình cũng ngạc nhiên tại vì là cái bức ảnh này nó phải chiếm đến tận gần nửa cái bức tường. Và đặc biệt là cái lúc mình về ấy, thì cái bức ảnh này nó còn tuy là chiếm được bức tường nhưng nó không phải là bị treo lên mà nó bị để ở một góc nha mọi người. Nó rất là chiếm chỗ luôn. Đấy. Thì mình mới hỏi cậu mình là ủa tại sao trong phòng anh lại có cái bức ảnh bác này? Đấy, tại vì lúc đó anh Minh đang ở xa nhà, anh Minh không có ở đó. Đó. Thế cậu Minh mới bảo là à, đấy là bức ảnh của một cái người thân tặng đấy. Đấy. Mình bảo là ủa anh mà không có dùng đến thì đem cho đi. Xong thì cậu lại bảo là cho đi thì sợ cái người kia họ nghĩ. Đấy. Thế mình mới thấy là ở trong cái cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta tặng quà cho ai á, chúng ta nên hỏi cái nhu cầu của người ta, xem họ có thật sự muốn hay là đang còn cần cái điều đó không, thì chúng ta mới tặng. Còn nếu mà chúng ta chỉ tặng những cái mà chúng ta nghĩ là đúng, hoặc là cái mà để mà kiểu như để tặng để mà cho người ta nhìn thấy được là à tôi đang còn có tâm tặng á, hỏi những cái mà đôi khi để bộc lộ mình nhá. Bởi vì là mình thích cái điều đó và cái điều đó nó tạo nên cái ý nghĩa của mình cho nên là mình mới tặng ấy. Thì thật sự là nó có thể là tạo nghiệp á mọi người. Nghiệp ở đây là nghiệp gì? Cái nghiệp làm cho cái nhà của người ta chất chứa thêm đồ. Mà thời đại này là cái gì? Thời đại này là tấc đất tấc vàng là một đúng không? Hoặc là nói một cách khác là thật ra chúng ta cũng thế thôi. Ai mà chẳng muốn sống ở trong một cái căn phòng mà nó sạch sẽ và nó là do mình tự bài trí và nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Thế tự nhiên mình tặng ra một cái món đồ mà nó thưa ra. Đấy. Có thể nói là một cái món đồ nhỏ thôi chẳng hạn, ví dụ như một cái cuốn sách thôi, nhưng mà nó vẫn cứ thưa ra chẳng hạn. Đấy. Thì nó chỉ làm cho cái người được nhận đó họ mệt thêm thôi. Họ còn phải tính cả cái cách là nên để hay không nên để, mà giờ mà không để thì phải cho ai. Đấy. Thế chúng ta nhớ cái điều này để chúng ta bớt bớt tạo nghiệp đi nhá. Thì hồi cái cuốn sách Thì Tôi Tỉnh Giấc nó được ra mắt ấy, thì mình có được bên nhà xuất bản tặng cho vài cuốn. Đấy.
Thì tự mình thì mình cũng chỉ cần đọc một cuốn thôi, chứ mình không có cần phải đọc nhiều cuốn. Thì mình mới nghĩ là tặng lại cho ai bớt đó. Nhưng mà để tránh cho mọi người cảm giác là nói sao nhỉ, có một số bạn nhá, không biết là các bạn có tính hay không, nhưng mà thật ra hồi xưa mình cũng có đấy. Tức là cái gì cứ miễn phí là thích à, đấy, chưa chắc mình cần hay không nhưng cứ thấy miễn phí là thích. Thì để tránh cho các bạn chất chứa đồ á, bởi vì nó chỉ là đồ miễn phí, thì mình có ở trong cái lớp mà em bé bên trong ấy, thì mình có nói với mọi người là đấy, mình sẽ tặng lại một vài cuốn sách, nhưng mà bạn nào các bạn phải rất là cần ý thì các bạn mới nói với mình, hoặc các bạn nào rất là muốn đọc ấy thì bạn nói với mình đấy. Thì trong cái khóa đó thì chúng ta có 20 mấy người, nhưng mà thật ra thì cái lượng sách lúc đó mình còn chỉ còn có 2 hay 3 cuốn gì đó thôi. Nhưng mà mình phải hỏi rõ mọi người là mọi người muốn đọc thì mình mới gửi cho con, mọi người không muốn đọc thì mình mới không gửi đấy. Đấy, thì đó là một cái mà mình muốn nói với mọi người. Đó. Đừng có tặng quà chỉ vì để bộc lộ bản thân chúng ta, mà khi chúng ta tặng quà chúng ta sẽ hỏi cái nhu cầu của người đó, xem người đó có thật sự cần nó hay là không. Đó. Và cái cần đó ấy, nó có phải là một cái nhu cầu thật sự hay là không, hay là nó cũng vẫn là một cái nhu cầu chỉ để chất chứa cái lòng tham tạm thời của họ. Thì cái bài này nó không có mục đích là để phán xét ai, mà để chúng ta quán chiếu lại cái cuộc sống của chúng ta thôi. Đó. Giống như cái cách mà mình vẫn còn luôn quán chiếu lại cái đời sống của mình. Đó. Biết ơn và hẹn gặp lại mọi người. Tạm biệt mọi người.